Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm, Bắc Bộ trời nhiều mây hơn so với 24 giờ trước. Tuy nhiên, mưa ít xảy ra, có chăng chỉ là mưa nhỏ ở một vài nơi thuộc vùng núi phía đông. Trời duy trì rét, vùng núi có rét đậm. Dự báo đêm nay nhiệt độ trên khu vực tiếp tục giảm thêm, có thể xuống ngưỡng từ 13 cho đến 15 độ, vùng núi từ 11 cho đến 13 độ. Những nơi có địa hình núi cao như là Sapa, Mẫu Sơn hay là Sìn Hồ còn có thể giảm xuống dưới 9 độ, cho nên quý vị và các bạn nên mặc ấm khi lưu thông trên đường. Đời gió đông bắc hoạt động mạnh tiếp tục gây mưa nhiều cho ven biển các tỉnh miền Trung. Suốt dọc các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến tận Phú Yên sẽ duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Với trung tâm mưa lớn sẽ là các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Định. Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét, Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cũng chỉ có nhiệt độ cao nhất ngày từ 23 cho đến 27 độ. Về đêm trời lạnh, kèm độ ẩm không khí khá cao, trung bình ngày luôn trên ngưỡng 90%. Các tỉnh Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng dần, đến hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận thì nhiệt độ trưa chiều nay là sấp xỉ 30 độ. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái thời tiết có mây thay đổi, mưa rào chỉ xảy ra ở một vài nơi vào lúc chiều tối tại các tỉnh như là Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Nhìn chung là thời tiết trong ngày chưa có nhiều biến đổi và thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân các tỉnh thành phía Nam. Về đêm, các tỉnh thành phía Nam phổ biến ít mưa nên nhiệt độ tại vùng cao nguyên giảm nhanh về khoảng từ 20 cho đến 23 độ, trong khi đó các tỉnh thành thuộc Nam Bộ thời tiết sẽ khá mát mẻ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Tại thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay, trời duy trì rét và khô, nên nhiệt độ ban sáng ở vào khoảng 17 độ. Sau đó nền nhiệt độ sẽ tăng lên đôi chút. Tuy nhiên hôm nay trời không có nắng nhiều, nên nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ sấp xỉ 19 đến 20 độ. Do biên độ chênh lệch nhiệt ngày đêm không cao, nên cảm giác rét sẽ kéo dài trong ngày. Đêm nay trời tiếp tục rét sâu, nên khi lưu thông ngoài trời, quý vị nhớ mặc đủ ấm, trang bị thêm khẩu trang và găng tay để đảm bảo cho sức khỏe, cũng như hạn chế một số bệnh có thể gặp phải do trời lạnh. Đến với thành phố Hải Phòng, ngày hôm nay trời cũng sẽ nhiều mây, âm u suốt cả ngày. Biên độ chênh lệch nhiệt độ nhỏ, dao động trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ. Thời tiết ngày hôm nay sẽ không mấy thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời hay là du lịch của người dân thành phố. Đến tối và đêm nền nhiệt độ tại thành phố tiếp tục giảm, trời rét sâu hơn kèm theo gió thổi mạnh. Nên nếu không cần thiết thì quý vị nên hạn chế cho trẻ nhỏ ra ngoài trời, vì trong những ngày thời tiết thay đổi như thế này, trẻ rất dễ nhiễm lạnh và nguy cơ mắc những bệnh về đường hô hấp là rất cao. Ngoài ra, gió đông bắc tại các huyện đảo như là Cát Bà, Cát Hải, Bạch Long Vĩ sẽ hoạt động mạnh trở lại và ảnh hưởng đến các hoạt động đánh bắt của bà con vùng biển. Thành phố Vinh ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ trong buổi sáng và tăng nhiều trở lại trong chiều tối và đêm nay. Biên độ nhiệt ngày đêm tại thành phố chênh lệch không nhiều, dao động từ 17 cho đến 20 độ, trời rét. Độ ẩm không khí trong ngày cao. Ngoài trang bị vật dụng che mưa, quý vị cũng cần mặc thêm áo khoác khi lưu thông ngoài trời. Ngoài ra, thời tiết tại thành phố Vinh cũng được nhận định ít thuận lợi cho các hoạt động giao thông và du lịch của người dân trong ngày nghỉ cuối tuần này. Nằm trong xu thế chung của các tỉnh thành Trung Trung Bộ, hôm nay thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và thời tiết sẽ không thuận lợi cho các hoạt động giao thông và đi lại của người dân. Biên độ nhiệt ngày đêm tại thành phố chỉ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ, cùng độ ẩm không khí dồi dào. Theo nhận định xa hơn, trong những ngày tới, thời tiết tại thành phố tiếp tục nhiều mây, có mưa, nên nếu có dự định du lịch tại đây trong dịp cuối tuần thì quý vị cũng nên cân nhắc. Đời gió đông bắc chi phối khu vực Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thành phố ít mưa, gió đông bắc thổi nhẹ, trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày dừng ở khoảng từ 31 cho đến 32 độ. Về đêm thì trời không mưa nên nhiệt độ giảm về mức 24 cho đến 25 độ. Độ ẩm không khí trong ngày dao động trong khoảng từ 63 cho đến 87%, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động giao thông, hàng không và du lịch. Đến với thành phố Cần Thơ, trong ngày hôm nay trời cũng ít mưa và có nắng, cho nên thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân và các hoạt động du lịch thăm thú miệt vườn, sông nước của du khách cũng rất thuận lợi, với nền nhiệt độ trong ngày hầu như đều không vượt quá mức 32 độ. Đến với Cần Thơ, quý vị hãy ghé thăm chợ nổi Cái Răng, là nơi chuyên mua bán các loại trái cây nông sản của vùng và thưởng thức những đặc sản nổi tiếng, khó quên của vùng đất đồng bằng sông Cửu Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.